Xin chào, hôm nay mình gửi tới bạn một công cụ vô cùng tuyệt vời. Nó giúp bạn có thể phân tích đối thủ trên Facebook Ads và giúp cho cái chiến dịch quảng cáo của bạn hiệu quả. Vậy video này sẽ đặc biệt có lợi cho những người như thế nào? Thứ nhất, nếu như bạn đang chạy quảng cáo trên Facebook mà cái chiến dịch quảng cáo của bạn chưa hiệu quả, bạn bí ý tưởng trong việc xây dựng nội dung. Thứ hai, bạn chưa chạy quảng cáo và bạn muốn biết được cách thức chạy quảng cáo hiệu quả. Và một trong những cái điều vô cùng tuyệt vời đó chính là chúng ta cần phải phân tích đối thủ chạy quảng cáo Facebook Ads. Có đúng là khi mình biết một mô hình thành công, mình chỉ cần học theo, mình làm và sáng tạo theo cái văn phòng cũng như là cái sản phẩm dịch vụ của bạn, thì nó cũng mang lại cho bạn một cái kết quả tương tự. Và không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ vô cùng là đặc biệt. Đầu tiên, các bạn mở trình duyệt. Sau đó các bạn vào trang Power. Đây, như cái trang này thì tôi đã đăng nhập rồi, tôi đã truy cập vào rồi. Còn nếu không thì bạn sẽ phải gõ cái từ khóa như này đây. Bạn phải gõ cái từ khóa này nhé, thì nó sẽ ra cái trang này. Và cái trang này nó có tác dụng gì? Nó giúp cho bạn phân tích được, tìm kiếm được những cái chiến dịch quảng cáo của đối thủ của bạn dựa trên cái yếu tố đó là từ khóa. Có rất là nhiều những cái tiêu chí để cho bạn lựa chọn. Và một trong những cái tiêu chí mà tôi thường lựa chọn đó là tìm kiếm những cái keywords. Đây, ví dụ như đây là một cái từ ở trong bài viết, nó có cái chữ là tiếng Anh, đúng không? Sau đó thì ở đây có rất nhiều những cái sự lựa chọn khác nữa. Nhưng mà trong cái nội dung của video này thì mình xin được chia sẻ nhanh cho các bạn biết được cái công cụ này nó có tác dụng gì. Sau đó thì bạn bấm vào nút Search thì nó sẽ ra cho bạn những cái chiến dịch chạy quảng cáo với cái từ khóa đó là tiếng Anh. Thì dựa vào những cái nội dung mà cái website này đề xuất cho bạn thì bạn sẽ tìm được những cái nội dung để giúp cho bạn xây dựng được cái chiến dịch quảng cáo dành riêng cho bạn. Mình lấy ví dụ, mình sẽ tìm một cái bài nào mà có lượng comment nhiều. Ví dụ như là cái chiến dịch quảng cáo này, hack não 1.500 từ tiếng Anh. Đây là cái tên fanpage. Và đây là cái nội dung của nó. Đó, đây là nội dung. Các bạn có thể ngay lập tức các bạn đã có được cái nội dung của một cái bài quảng cáo khá là hiệu quả. Vì ở đây thì nó tới 2,4k và 2,6k share, 2,4k bình luận và 18k like. Thế thì bây giờ bạn muốn, thì bây giờ mình nhìn sơ qua nhé, mình nhìn qua thì mình thấy được đây là cái nội dung của cái bài viết này, được chưa ạ? Đó. Còn đây là cái phần video. Như vậy là cái video này nó nói về điều. Và sau một khoảng thời gian có rất nhiều bạn yêu cầu mình review một cái sản phẩm mà cộng đồng học tiếng Anh chúng ta biết đến rất nhiều, thì ngày hôm nay mình sẽ review nó. Thì đây là một cái video review, cái cách thức học tiếng Anh. Nhưng bây giờ mình sẽ bấm sâu, tức là mình đi sâu vào cái chiến dịch này nếu như nào. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ có được cái nội dung. Và các bạn có thể xây dựng những cái nội dung tương tự nếu như các bạn cùng làm trong ngành tiếng Anh. và bạn bán sách tiếng Anh chẳng hạn. Đó, thì đây là một trong những nội dung. Thì các bạn hoàn toàn có thể xây dựng cái video đó là review cái cuốn sách. Cần 100 cuốn. Các bạn có thể thấy đó, đây là nội dung khách để lại. Đó, khách để lại thông tin nhé, khách hỏi. Thì ví dụ như là bạn chưa biết được cái nhóm khách hàng của mình để có thể là target về tuổi, về giới tính cũng như là về cái địa điểm, thì bạn cần phải nghiên cứu những cái khách hàng của đối thủ. Ví dụ đây là có những cái, đây có những cái tài khoản đó là khách hàng tương tác với cái bài viết này. Tất nhiên có một vài bạn sẽ nói rằng là thế là những cái tương tác seeding thì sao? Thì cũng không sao cả. Bởi vì khi mà mình sang cái web này, mình sang cái Facebook của họ, mình sẽ biết được đó là phải người thật hay không. Ví dụ như này, cái này là người thật rồi, đúng không? Thì mình sẽ ước lượng được là bạn này đến từ Đà Nẵng này, bạn này bao nhiêu tuổi, được chưa? Đó, mình biết được ông này cũng trung tuổi rồi, chắc cũng trên 30 rồi, 30 mấy tuổi rồi. Đó, đó là một khách hàng quan tâm đến tiếng Anh nhá, nam cũng quan tâm nhá. Tiếp theo, đây là một khách hàng nữ giới. Bạn này ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một nick thật luôn nhá. Đó. Bạn này cũng quan tâm đến tiếng Anh. Đây là những cái đó, những cái nội dung. Các bạn có thể soi cái, các bạn có thể soi cái fanpage của họ để có thể hiểu hơn về họ. Ví dụ người này thì thích về động vật. Hay tiếp theo, ví dụ như khách hàng này đến từ Nha Trang. Thì chúng ta có thể thấy được là khách hàng ở cái fanpage này thì họ target cả nước, họ target cả nước. Đó, các bạn để thấy người này thì ở Nha Trang và ra biển rất là nhiều. Hay ví dụ như là khách hàng này đến từ Bắc Giang. Đó. Thì các bạn có thể nghiên cứu thêm khách hàng. Các bạn cần phải xây dựng một cái chân dung khách hàng. Thì đó, qua một vài cái thao tác các bạn có thể thấy được cái công cụ này nó tuyệt vời đến như thế nào, đúng không? Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được đối thủ của mình và tìm ra được những cái chiến dịch hiệu quả. Đó, các bạn có thể thấy cái cách người ta đặt cái fanpage đó, nó cũng đi vào cái lợi ích của khách hàng. Các bạn hoàn toàn có thể tạo ra cái fanpage của mình nó tương tự như vậy. Tiếng Anh là chuyện nhỏ, không học ngoại ngữ như là mù chữ. Rất hay, đúng không? Đó, lấy luôn cái dẫn chứng là một người nổi tiếng để tăng cái sự tương tác. Mình có thể bấm vào đây mình xem. Đó, các bạn thấy không? Ok. Đấy, hay là những cái chiến dịch như này, lớp cấp tốc cho người mất gốc, dạy tiếng Anh, đúng không? Để lại ngay thông tin. Đó. Thì bạn có thể học cách người ta call to action. Đây là một cái video mà rất là tốt cho những người mà đang làm trong lĩnh vực tiếng Anh. Thì các bạn hoàn toàn có thể vào cái trang web này, thì nó sẽ cho bạn 20 lượt tìm kiếm miễn phí cho một tài khoản. Còn nếu bạn mua thì nó đâu đấy khoảng 200 đô cho một tháng. Còn nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ tính năng và muốn có được cái sự tư vấn về cách thức làm sao để có thể triển khai những cái chiến dịch marketing hiệu quả, để làm sao để có thể ứng dụng chatbot vào trong việc chạy quảng cáo và bán hàng để tăng cái tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, thì bạn hoàn toàn có thể liên hệ với tôi có thể là hỗ trợ bạn. Bạn có thể comment bên dưới hoặc là liên hệ với cái Facebook của tôi, đó chính là bạn search là cái tên là Hung Barnes, nó sẽ ra cái Facebook cá nhân của tôi. Bạn có thể search rất là nhiều những cái từ khóa khác nhau ở những cái nhóm ngành khác nhau. Đó. Theo cái đây, ví dụ đây là theo cái tên của cái website. Đúng không? Rất nhiều. Theo địa điểm, theo ngôn ngữ nữa. Rất là tuyệt vời đúng không? Đó, đây là những cái mức phí này. Basic này. Theo tháng này. Như gói tôi đang dùng là gói Platinum. Rất hay đúng không? Nếu bạn quan tâm đến cái công cụ như thế này thì hãy liên hệ với tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở cái video tiếp theo.